Đây đó là tất cả mọi người nghe chú nói và tôi nói thử coi đúng hay sai. Muốn tầm đạo phải chọn minh sư thọ lời bí phiết cũng như thành rồi. Phương chi thoát lỗi, luân hồi chỉ nhờ pháp nhiệm phủ rồi. Nội duyên, muốn làm nên Phật Thánh Tiên làm chi cũng học pháp quyền luyện đơn. Còn bây giờ tôi muốn báo cho quý vị nè, tôi muốn nói lên đây lời quý vị coi tôi nó có đúng không. Quý vị có nhớ tôi nói một câu nha. Xe lồ xăng dục chạy bãi bương đến phức dạng tình thương náo nức. Khắp ba tánh trở nên bực tức bởi nạn ta vừa mới dắn dương trốn liên đài bát các người hương nhờ chỗ ấy mới thi công đức. Là điển hình thứ nhất. Điển hình thứ hai, khó tìm cho gặp chủ nhân ông còn ẩn lánh nơi dòng sanh chúng. Ai mê tâm nghe qua không phủng mà láng si tầm nặng mở tánh linh lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn lai diện mục. Lần thứ chót gọi lời của thúc khùng nói cho bổn đạo lỡ lòng. Chừng ơn trên ban lược lục thông khùng mới được tay đông du thiết thâu cho được con long ác kiệt. Con long ác kiệt là cái sự đau đớn á thì chúng sanh mới biết mến yêu. Con người lúc đó nó mới mến yêu nhau thì chú muốn nói cho con nghe đó. Thì đây là chú nói là đạo pháp đó là vô biên, hiểu không? Của quyền thất tổ, con không hiểu được đâu. Chú dân lệnh Tây Phương Phật Tổ nên giáo truyền khắp cả năm kỳ. Hội Long Hoa thì phải chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng thọ chân chúa. Thành thử là chú muốn nói cho con trên đời này đó là có chứ không phải là không có. Chú muốn nhắn gửi đây là anh Dũng chị Hằng, anh tìm sai rồi. Cái chỗ chốn Phật cảnh đó thì vắng tanh cả tới mà nơi đau sầu lắm kẻ người chen. Cái chỗ Phật cảnh nếu anh Dũng chị Hằng mà gặp tôi là thằng Hồng Đôm này, anh Dũng chơi liền làm gì không hết. Tự anh Dũng tìm nơi thằng ma quỷ rồi. Anh Dũng mới chịu một cái sự như vậy là anh Dũng muốn làm nên một cái chuyện gì đó. Anh Dũng tôi muốn nói anh Dũng chị Hằng nghe nè nha. Anh Dũng chị Hằng đó là anh Dũng là lưu bị đi, phải tìm La Gia Cát Lượng, phải minh sư người ta giỏi lắm mà minh sư là nghèo lắm chứ đâu có giàu đâu. Tôi muốn nói như đó thôi. Nếu anh Dũng chị Hằng một người ăn học hiểu cao, hiểu không, phải tìm cho gặp minh sư người ta mới nan giải được cái bài toán này. Còn tôi muốn nói như đó thôi. Còn trên đời này đó, tôi báo cho quý vị đó rằng ngày nay có Phật có trời chứ không phải là không có nha. Nói năng minh chánh lời la phải nhìn. Mình muốn nói một cái lời nói nào đó là tôi muốn nói một câu nữa nè. Tín đồ cùng các chư tăng từ lại sắp đến nói năng chọn lời. Dù cho quý vị đó muốn nói cái gì, quý vị chọn lời nói coi có đúng hay sai. Uống lưỡi 7 lần đi. Trên đời này đó quý vị tìm được vị minh sư đó. Minh sư đó nghèo lắm chứ nó không có giàu đâu. Minh sư là nhà cửa không có, nó thiệt chạy không đơm chơi thôi à. Chứ không có ai mà nhà cửa đâu, nghèo thấy bà cơm không có ăn nữa. Đó tôi muốn nói cho rõ ràng ha, chứ đừng có giỡn à. Đó là như mình hiểu đạo vậy, nhưng mà mình cứ ảnh dịch như vậy người ta không tìm được mình. Không cần. Chú đã nói với con rồi, đạo ẩn tàng có khi ứng lộ, Phật tiên truyền để độ chúng sanh, chỉ phương siêu thoát đành lành, thuận tùng thiên lý thì tu hành lại ngôi. Phép đạo tránh luân hồi tứ khổ mà tầm vào đến chỗ quang minh, bài ra giả tướng hữu hình đặng làm thể đạo chí linh diệu quyền. Người gọi là tiểu thiên thì đó, người với trời nào có khác chi? Người với trời không có khác gì hết á. Hễ trời có những món gì, người người đều cũng đủ như trời. Vậy còn những người mà nếu nghiền chứa bắt mà không khó, ví dụ là đau lưng mà giống như là ăn nói là vẫn chứa được, vậy thì những người đó thì anh có lời chia sẻ gì với không? Nghe nè, nói mấy cái người mà đau lưng gì đó chữa được hết chứ không phải là không chữa được. Tôi đã nói với em rồi, mấy người đau lưng đau vai hay là chân hay là cái gì cũng vậy, nó chữa được hết. Mà nhưng đó mình muốn cho mau hết đó, gặp cái thằng khùng điên đó mình phải tịnh tâm lại đi, đừng có nói thằng này lường gạt hay là cái này kia. Tự vì thằng khùng này chỉ bằng tay thôi à, chứ không có dùng thuốc mà cũng không phải là ham cái nghề trị bệnh. Tự vì không đỡ ôm đi thấy quý vị đau khổ quá, không đâu muốn giúp một chút mà thôi, chứ là không phải là trị bệnh hay là cái gì, muốn là giúp quý vị cho mạnh khỏe, quý vị đi kiếm tiền, đi buôn bán, đi sống, đi tới đi lui cho mạnh khỏe thôi. Còn nói về mấy cái mà đau lưng hay là đau vai hay là rối loạn tiền đình hay là không nghe đó thì nói thiệt cái đó là không có thành vấn đề. Chị là hết thôi, mà trước khi chị đó là phải kiểm tra coi anh này bị cái gì là nó mới hết tại chỗ, chứ bây giờ mình không trị sao mình hết, đúng không? Cái gì cũng vậy thôi. Còn mà cái danh cái vọng thì tôi không có ham. Tôi đã nói rõ ràng, tôi nếu tôi ham thì tôi sẽ nói cho quý vị biết nha. Trời nóng nực lắm tôi không có để tóc để râu. Để tóc để râu là quý vị biết là khùng điên, nói không có sai à, không có bằng áo cà sa nha, không đeo sau chuỗi nhưng đạo tâm. Mấy con Hùng đây rồi, chỉ có cảm ơn hay có gì không mẹ? Anh Hùng. Ừ thì bây giờ anh quay lại thì
thì đúng là cảm ơn anh. Vì hồi đó thì em ba đó giờ rồi, em cũng bớt, em bớt thiệt, em không có còn ngoại cái cổ nữa. Vậy là cảm ơn. Dạ, nhờ cảm ơn bây giờ nè, tôi cũng muốn tới đây á, tôi cũng muốn lên trên cộng đồng mạng cũng cho bà con cô bác biết trước, trên đời này có Phật pháp, nhưng một người tài giỏi đó rất nghèo rất khổ, không nhà không cửa, không tất cả hết. Tôi muốn nói còn mình một người đó trị bệnh đó là không có là dùng thuốc, đã nói là người tài rồi là không có thuốc, không có dầu, không có tất cả hết. Thí dụ bây giờ một người đó điếc chị nghe chứ không phải là không nghe, đau cái gì cũng chị hết. Mà thí dụ một người đó bệnh là phải kiểm tra, nếu mà một cái chứng bệnh mà điếc lỗ tai đó phải từ 5 phút tới 10 phút là sẽ nghe lại tại chỗ đàng hoàng, còn đau gai xương sống đó phải nằm xuống chỉ trong vòng nửa tiếng là hết, mà không dầu không thuốc mà cũng không có dỗ, không có bóp, không gì, chỉ đè lại gai thôi là hết tại chỗ liền. Đó là tôi muốn nói hiện tại bây giờ đó, là quý vị nào sai đó, thằng y đó là cái đó là dởm, còn mà nhưng là cái người tài đó, người trong đạo đó thì người ta khổ lắm, người ta lo làm, lo ăn, lo sống, lo chạy không ôm, chứ nhà cửa người ta cũng không có, người ta đi tới đâu người ta giúp tới đó thôi. Cái đó mới là đạo. Bởi vì tôi mới nói là đạo vô hình ảnh trong đời, đạo không tâm tiếng người người tương theo, mà cõi nguồn biến quá ẩn bài, có tên tụi đó là ngài quá sanh. Người tu đến bậc chí thành làm cho thiên lý lưu hành bốn phương. Con người tu á, mà chí đã thành rồi, kim thân xuất hiện thì đằng đằng kinh thanh. Đó tôi muốn nói cho quý vị nghe đó, là phải nhớ là cái chỗ này, cái người tài đó là người ta trị một chứng bệnh nào cũng vậy nữa. Bây giờ tôi là một người không đơm, tôi không có nói tôi tài, nhưng tôi bảo đảm người đó điếc 5 phút, 10 phút nghe tại chỗ liền, dùng ngón tay tôi nhắn ngay cái lỗ tai thôi là sẽ nghe lại thôi. Thì bây giờ tôi muốn lên một cái clip này đó để cho quý vị biết tôi là không có danh vọng gì hết đó, mà nhưng là cái nào tôi nói rõ ra cái đó, còn cứu người thì tôi cũng cứu nhiều lắm, mà nhưng cái đó là mình bổn phận mình phải làm mà thôi. Còn tôi là phải thi hành phận tới cho xong, để sau đến việc long đong sát thân khó thấy mây lòng hội kia, chữ trung tính chạm bi chức mộ người phượng thờ nặng độ chúng sanh, trả nợ thế nghĩa ăn trọn vẹn mà cảnh non bồng kỳ hạn ngày kia, chúng ham làm chức nắc nghi ngày sau như thể vô điều quên nôm. Thì con người nào ham cái chức danh vọng đó thì ngày sau này giống như vô một cái đìa mà không có một cái nôm. Tôi muốn nói cho quý vị biết đạo đó, hiểu đặng tinh hoa siêu việt mới chắc lòng phát tiết càng khôn, chữ tu đắc quả danh đồn ngoài dòng khôn dại, dại khôn của đời là ngoài ở cái ngoài đời này nè. Còn quý vị muốn tìm một cái con đường cao siêu quyền bí trên đời này đó, bước tiến bộ ở ngoài cảnh trí, cảnh trí là cái cảnh xã hội, muốn tìm nguồn tiên đó thì quý vị phải mau giác nẻo đời, quý vị mới gặp được cái nguồn tiên, nguồn đạo đức. Đó là tôi muốn nói như đó thôi. Vậy bây giờ đó, dạ, chú có thể... mình có thể đi gặp một cái người rồi bây giờ tôi chuẩn bị là tôi đi gặp tới một cái người là vừa điếc mà vừa bị đau xương sống nữa, là tôi sẽ chỗ tài cho quý vị coi cái phương pháp trị bệnh của tôi ha. Rồi vậy cảm ơn quý vị là